Xin chào tất cả các anh chị em trong ban tổ chức hướng thiện khóa 21 ngày bước nhảy điện tử cùng tất cả các học viên đã tham gia khóa học này. Tôi tên Nguyễn Phi Hòn, mã số ID VF062 7 số 1, đang hoạt động tại thị trường Phú Yên. Sau đây tôi xin chia sẻ cảm nhận và cảm nhận được cái giá trị của tôi khi học qua khóa 21 ngày bước nhảy điện tử của tổ chức Win to Win Di Cớp đã đào tạo cho tôi trong thời gian qua. Hôm nay là ngày thứ 19 rồi, tôi nhận được cái giá trị rất là lớn và rất nhiều trong cuộc sống để áp dụng trong mọi việc làm, và bất cứ ở nơi đâu thì cũng có thể áp dụng được những điều tôi rất là tâm đắc. Thứ nhất là tập cho mình một cái thói quen mỗi ngày dành vài tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng sớm thức dậy sớm để chăm sóc bản thân, lo cho bản thân và đưa ra những mục tiêu mà mình phải làm trong mỗi ngày và trong tương lai. Nó là một cái thói quen để trở thành cho chúng ta luyện tập, đó là thói quen của các nhà thành công, những nhà triệu phú, tỷ phú và những người thành công, và thói quen của các những người thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Thì tôi cũng học được thứ nhất là điều đó, cái thứ nhì nữa là cách lối sống lành mạnh, lối sống tích cực và sự đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tạo cho mình một cái tình cảm mà yêu thương đối với mọi người, đối với bản thân, đối với mọi người, đối với cha mẹ trong cuộc sống hiện tại, với những người anh em bạn bè xung quanh chúng ta, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong những môi trường khó khăn hoặc là trong những môi trường thuận lợi, thì cùng nhau để chia sẻ, ta cũng cùng nhau chia sẻ tất cả, giúp đỡ cộng đồng. Và cũng cho tôi thấy được trong vấn đề kinh doanh là nó có nhiều cái để cần giải quyết, chẳng hạn như là kinh doanh truyền thống thì nó có những cái áp lực nặng nề, thì bây giờ mình giải quyết về kinh doanh truyền thống, thay đổi từ cái kinh doanh truyền thống, muốn giải quyết mà thoát khỏi cái áp lực đó thì chuyển qua kinh doanh theo mạng. Và theo tôi được biết là trong cái khóa 21 ngày cũng đào tạo cho tôi được, hướng dẫn cho tôi được học cái cách kinh doanh theo mạng, và tâm đắc của tôi là gia nhập vào công ty Di Cớp này để mà kinh doanh dựa trên cái nền tảng mà vững chắc của công ty Di Cớp, dựa trên những người thành công đi trước đã thành lập nên tổ chức này, đã sáng lập ra tổ chức này, thì tôi cũng dựa theo đó để mà phát triển cho bản thân, phát triển cho sự nghiệp. Thì những điều đó là tôi thấy rất là tốt và tôi đã nhận được trong cái khóa học này. Đến ngày hôm nay cũng gần mãn rồi, nhưng mà trong lòng tôi cứ suy nghĩ lúc nào cũng là những thành viên, và mỗi buổi sáng lúc nào cũng thức dậy sớm và cũng cùng với anh em để tương tác trong lớp học. Tôi không quên những ngày như thế này, cho nên tôi cũng luôn luôn suy nghĩ là một cái dấu ấn và một cái đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Từ xưa giờ tôi chưa được học những kiến thức này, tuy có những kiến thức khác tôi cũng đã học, nhưng riêng kiến thức này là tôi chưa học, tôi cũng thấy mới hoàn toàn. Tôi thấy nó có giá trị đúng với bản thân tôi, và có thể khi học xong khóa học này giúp cho tôi ra ngoài xã hội làm bất cứ việc gì trong lĩnh vực kinh doanh, tôi thấy tự tin và phát triển chính bản thân mình rất là nhiều, tự tin trong công việc, vững vàng trong công việc, kiên nhẫn trong công việc, và
tận tình giúp đỡ những người anh em đồng đội cùng chung chí hướng với mình, từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới, và sẵn sàng hết mình đối với những người cùng đồng chí hướng với mình, và biết ơn đồng đội, biết ơn những người bảo trợ, những người tiến trên, và ngược lại phải nhớ ơn tổ chức này, phải biết tôn trọng tổ chức Wing to Wing, những người huấn luyện viên, những người đi đầu, những người đã mày mò chấm từng bài tập của chúng tôi, và hàng ngày mỗi buổi sáng cũng phải đồng hành cùng chúng tôi, cũng ngày đêm cũng thao thức và suy nghĩ những điều tốt lành truyền đạt cho chúng tôi, thì chúng tôi cũng được học, và tôi rất là tâm đắc, rất vô cùng biết ơn. Vì những người xem video này, tôi có vài lời muốn nói. Thì sự thành công của tôi cảm thấy khi học khóa này xong, bước đầu tiên, mặc dù tôi chưa làm được gì, nhưng tôi tin rằng tôi cũng sẽ góp phần vào tổ chức này để xây dựng ngôi nhà Wing to Wing ngày càng vững mạnh và vươn xa trên toàn thế giới. Tôi mong tất cả các anh chị em xem video này thì mình hãy sớm liên hệ với địa chỉ của tôi, thì tôi sẽ hướng dẫn và tôi sẽ giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để gia nhập vào cộng đồng Wing to Wing này, để cùng nhau để phát triển sự nghiệp cho bản thân và hướng tới tương lai. Mục đích của tôi học xong khóa học này thì tôi cũng hướng đến một sự tương lai của tôi là sự tự do về tài chính, không ngừng chia sẻ và kết nối cộng đồng, có một hệ thống tiêu dùng thông minh. Từ đó nó sẽ phát sinh ra việc dòng tiền thụ động để chúng ta hưởng về tương lai sau này. Đó là dòng tiền thụ động, và chúng ta sẽ được tự do tài chính nếu như chúng ta mày mò, kiên trì và nhẫn nại, và không ngừng chia sẻ với những kiến thức mình đã nắm được, đã được học trong tổ chức này. Thì tôi tin rằng tất cả mọi việc mình kiên trì áp dụng thì sẽ thành công ngay. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn ban tổ chức cùng tất cả các anh chị em xem video này, và tôi xin chúc sức khỏe, hạnh phúc tràn đầy ý niệm trong sự thành công và giàu có. Tôi xin hết.